Nếu cùng giá tiền thì OnePlus 11 hay Mi 13 đã mua hơn? Em nghĩ là Mi 13. Tại sao? Em thích cái trải nghiệm MIUI của nó hơn. OnePlus cái con này nó hơi bị đơn giản quá. Đơn giản quá, mày thích màu mè gì? Mà nó gọi là MIUI, ai gọi là MIUI? Và hôm nay thì mình sẽ có một bài so sánh. Con Mi 13 này ra mắt đã vô tình đã đổ cái chén cơm là chiếc điện thoại Snapdragon 8 Gen 2 chính hãng rẻ nhất tại Việt Nam của OnePlus 11. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem, nếu chỉ dựa vào chip thì không phải yếu tố cuối cùng. Thế thì camera với sự hợp tác giữa Hasselblad và cũng như hợp tác với Leica thì cái nào sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho chúng ta? Trong bài so sánh chi tiết này, mình giúp bạn tìm ra điều đấy nhé. Em thích màn hình cong hay màn hình phẳng? Màn hình phẳng màn hình phẳng. Em thích Leica hay là Hasselblad? Leica hả? Tại sao? Nghe nó quen. Mày có biết Hasselblad là gì không? Đúng rồi đó. Biết ngay mà bực cả mình. Thứ nhất là về sự khác biệt thiết kế, con Xiaomi 13 đặt ở đây, anh em thích Xiaomi 13 hay là OnePlus 11 hơn? OnePlus. Tại sao? Đẹp hơn. Đẹp hơn đó. Đó, cái vuông hơn này của nó mọi người thích, bởi vì sao? Nó giống iPhone. Nó giống như kiểu là khi các bạn mà có một cô người yêu mới, bạn yêu cô ấy thì vì cô giống cô người yêu cũ, thì đây chính là sự lựa chọn này các bạn đây này. Con Mi 13 này nhìn vào phát là cảm giác giống iPhone thì sao? Viền thì vuông rồi, phẳng. Xong cái cụm camera mặt lưng nói chung tổng thể thì giống Apple thật sự. Và đây cũng là lý do tại sao tôi cũng thích con Mi 13 hơn. Tại vì cái thiết kế nhà các bạn đặt cạnh OnePlus thì các bạn thấy này, con Mi 13 người ta rất đơn giản đúng không? Nó chẳng có gì. OnePlus thì cầu kỳ, như từ mặt lưng là bo cong nhẹ sang hai bên, cụm camera thiết kế của nó cũng đặc dị. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái kiểu họa tiết hoa văn ở trong cụm camera. Tổng thể lại với OnePlus ấy, các bạn nhìn ấy thì gần như nó sẽ mang nét đặc trưng của nhà sản xuất này. Còn Xiaomi thì thực sự đến bây giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi thiết kế của Apple khá là nhiều. Thì không biết là cái gu của mỗi người sẽ khác nhau, anh em tự trả lời cái phần này. Còn cá nhân mình thì thích cái chiếc Mi 13 bởi vì một phần nữa là nó nhỏ gọn, nó cảm giác cầm nắm trong tay thoải mái hơn. Bên cạnh đấy, chiếc điện thoại này còn được trang bị là IP68, còn con này chúng ta thì sẽ chỉ là IP64. Và giá bán của nó cũng rất là thú vị, khi ban đầu con này là Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất chính hãng. Tuy nhiên kể cả hai chiếc máy này đang độc quyền tại Savonet, nếu như Mi 13 là độc quyền phiên bản màu trắng, các bạn sẽ còn có rất nhiều chương trình quà tặng như là từ máy hút bụi này, rồi mọi người sẽ có giảm giá 500.000 này, và đặc biệt là chế độ bảo hành 24 tháng 1 đổi 1. Thì anh em nếu muốn quan tâm về giá bán hai con này, truy cập vào link bên dưới nhé, bởi ưu đãi này thì chỉ có thời gian giới hạn mà thôi. Rồi, bây giờ quay đến yếu tố là hiệu năng thì mình biết anh em chọn hai con này thì chỉ có thể là cấu hình thủ thôi. Đều chạy Snapdragon 8 Gen 2 và chúng ta bật cả chế độ hiệu năng rất cao và cũng như chế độ bình thường thì khác biệt ở đâu? Thứ nhất là cả hai con này đem lại hiệu suất của nó rất tương đồng. Các bạn có thể dễ dàng chơi những tựa game như là Genshin hay là các bạn chơi PUBG của nó đều ngon, mượt mà, cũng như ổn định. Nhưng nhiệt độ thì con OnePlus này thì lại nóng hơn một cách rõ so với con Xiaomi 13. Và khi mà bọn mình ở trong quá trình test thử cái 3D Max để kiểm tra sự ổn định khi bật hiệu suất cao thì cho thấy rằng là ở trên Xiaomi 13 vẫn đem lại sự ổn định với cái bài test này hơn so với chiếc OnePlus 11. Và mình cho rằng các bạn đều rất là hài lòng thôi, không gì phàn nàn cả. Nhưng đã là cấu hình thủ thì chúng ta còn có gì hỗ trợ lâu dài thủ? Thì con Xiaomi 13 này sẽ cho chúng ta đó là 3 bản Android lớn, 4 bản MIUI và 4 năm cập nhật. Và nếu anh em muốn dùng lâu dài nữa thì con OnePlus 11 sự lựa chọn, khi mà nó sẽ hỗ trợ ta là 4 bản Android lớn, 5 năm cập nhật bảo mật với các phiên bản Oxygen OS. Bây giờ chúng ta đi đến với cuộc chiến cam go nhất này là Leica và cũng như Hasselblad thì cái nào sẽ tốt hơn? Trong đa số trường hợp thì màu ảnh của OnePlus này thì nó sẽ thiên về vàng và màu sắc tươi nịnh mắt hơn so với chiếc Xiaomi 13. Với sự hợp tác Leica, Xiaomi đi theo hướng trung thực và bên cạnh đấy là chi tiết ảnh của hai con zoom vào trong điều kiện này thì khá là tương đồng. Nếu như mà mình thử nghiệm xóa phông xuôi theo ánh sáng mặt trời, chủ thể trên cả OnePlus và Xiaomi đều tách rất tốt, đặc biệt là khu vực của rìa tóc. Tuy nhiên, thử sang điều kiện ngược sáng này như thế nào thì các bạn thấy là đa số thì chủ thể cả hai máy đều tách tương đối ổn. Ngoài như cái phần tóc này thì Xiaomi có lẹn vào hơn một chút thôi. Gọng kính cũng được làm rất ngon, nhưng mà ở vài trường hợp khác, gọng kính đã bị làm mờ nhầm, không ổn định. Về nước ảnh thì trong cả điều kiện này thì phần da chủ thể bị ám vàng khá nặng, không được tự nhiên như trên ảnh của Xiaomi 13, thì các bạn sẽ thấy rõ ngay. Và ở trong nhà với những cái điều kiện ánh sáng phức tạp, thử nghiệm với camera ultra wide thì các bạn sẽ thấy là tái tạo và các chi tiết trên 13 là khá là tệ. Chưa kể ba chiếc xe máy ở bên rìa phải hay khu vực lưới tản nhiệt bên dưới chữ VF8, các thanh ngang gần như bị nhòe hẳn, không thấy được rõ như trên ảnh của OnePlus 11. Ngoài ra thì bức ảnh tổng thể trên Xiaomi cũng cảm giác tối hơn so với OnePlus. Thì cái điểm này mình đã từng chia sẻ là camera mà hợp tác với Leica của Xiaomi làm từ 12 Ultra cho đến những mẫu khác luôn luôn ảnh sẽ không quá sáng, hơi thiên về tối và điều kiện chiếu sáng của họ thì không thực sự nổi bật. Ống kính tele sự khác nhau về mặt chi tiết là được thu hẹp lại, nhưng ảnh OnePlus cho màu sắc rực rỡ và có sức sống hơn. Tuy nhiên màu đỏ và màu xanh của hai chiếc VF8 của OnePlus xử lý độ bão hòa màu cao, và đặc biệt nữa là càng tối thì OnePlus lại càng tỏ ra vượt trội về cái điều này.
Các bạn thấy là chiếc Xiaomi dường như chỉ có thể lấy được các chi tiết như là ảnh đền của tòa nhà, còn lại vùng tối là bị quyện hết vào với nhau như là cầu vượt hay là hàng cây ở bên đường. Trong cái đó, với cái ảnh của OnePlus thì xử lý cực kỳ tốt các vùng tối này, kể cả ô cửa, dãy nhà chung cư ở Landmark 81 được xử lý tốt và cũng như là rất là ngon. Màu sắc của lá cây, của cái cầu vân vân thì trên OnePlus đều tái tạo rất là ấn tượng. Bây giờ trong điều kiện thiếu sáng mà mình có thử nghiệm với camera chụp chân dung xem khác biệt ở đâu nhé. Chiếc Xiaomi 13 này thì ảnh thường sẽ không sáng bằng với OnePlus 11 nhưng mà bù lại về độ chi tiết. Ví dụ các bạn có thấy là cái ảnh này thì cái áo chi tiết được tái tạo tốt hơn so với lại cái chiếc OnePlus 11. Và Xiaomi có thể tách phần tay, chiếc điện thoại trên chủ thể được tách nền nhưng không đều, có khu vực tốt, có khu vực lại bị xóa nhầm. So với lại OnePlus thì ảnh nó bị xóa phông từ phần tay trở lên, bằng chứng là chi tiết trên đồng hồ đã bị mờ. Phần chõm tóc của chủ thể thì đều bị lẹ nhưng mà không đáng kể. Với bộ ảnh thứ hai này thì phần người và chõm tóc đều được tách ngon, nhưng phần tay cả hai điện thoại đều xử lý lỗi. Xiaomi thì đã xóa nhầm một ngón tay và lệ cả hai chiếc điện thoại, khiến cho khu vực này bị gai. Đối với chiếc OnePlus thì phần rìa cánh tay không được xóa chỉnh chu, khiến khu vực này cũng bị trông nói chung là lem nhem. Còn về quay video thì đảm bảo sẽ khiến cho các bạn bất ngờ khi cả hai con đều quay rất tốt. Video trên OnePlus cũng vẫn sẽ tiếp tục sáng hơn so với Xiaomi 13. Khung hình khi quay video thì ở đoạn đầu OnePlus 11 bị khựng và lắc nhiều hơn một chút so với lại Xiaomi 13. Và màu sắc của Xiaomi thì sẽ có phần đậm đà hơn, khung hình chuyển mượt mà hơn, không bị khựng giống kiểu lồng OnePlus 11. Nếu các bạn thích thì các bạn phải bật chế độ siêu chống rung. Tuy nhiên thì các bạn thấy là video trên OnePlus 11 sẽ bị giật và xé hình khung nhiều, đặc biệt là những khúc cua. Còn video trên Xiaomi 13 thì bị noi nhiều, đặc biệt ở những cái vùng tối hoặc là chi tiết màu tối bị bệt. Để tổng kết lại thì có thể nói rằng là với những cái bức ảnh mà các bạn chụp hàng ngày thì OnePlus 11 sẽ khá phù hợp với đại chúng khi mà ảnh của nó vừa sáng này, màu sắc của nó sẽ tươi, nịnh mắt hơn. Và đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng thì OnePlus 11 thể hiện rất là tốt so với chiếc Xiaomi 13. Nhưng mà nếu các bạn cần một cái điện thoại mà chụp có phần thiên về cái độ chân thực, tái tạo mọi thứ của nó cảm giác là hài hòa, thì các bạn có thể lựa chọn chiếc Xiaomi 13 này, và khả năng quay video của Xiaomi 13 mình đánh giá là cực kỳ tốt. Như vậy là cái câu hỏi là giữa Leica và Hasselblad, trên sự hợp tác của hai chiếc điện thoại này thì cái nào tốt hơn thì anh em đều đã có câu trả lời, và cái nào phù hợp với các bạn thì cũng đã có. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần màn hình, bởi vì ngoài sự khác biệt về kích thước ra thì trải nghiệm màn hình của hai con này cũng có đối chút sự khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ đều có tần số quét là 120Hz cao cấp nhất. Tuy nhiên Xiaomi 13 của chúng ta thì sẽ không được trang bị tấm nền LTPO3 như là cái chiếc OnePlus 11, nên mà cái tần số quét thấp nhất nó đạt được chỉ đây là 30Hz. Khi hiển thị các nội dung HDR thì Xiaomi 13 cho thấy một cái lợi thế là độ sáng của nó rất là cao. Nó cao hơn rõ rệt so với lại OnePlus 11. Nhờ vậy các bạn ra ngoài trời, hiển thị của nó tốt này, dễ đọc với những cái điều kiện ánh nắng gắt. Và khi xem video HDR này thì các bạn thấy là màn hình Xiaomi 13 có độ sáng cao và rực rỡ. Tuy vậy thì các bạn thấy là nếu mà những cái vùng tối trong những cái trailer của các bộ phim thì OnePlus 11 có thể tái tạo lại rất là tốt nha, còn Xiaomi 13 thì không làm được điều này. Mình đã thử nghiệm với cả bản sách tay với chính hãng thì màn hình HDR khi xem các video như thế thì của con Xiaomi 13 không tái tạo ngon như kiểu là OnePlus 11 đâu nha anh em. Và các bạn sẽ lưu ý là màn hình OnePlus có độ phân giải cao hơn là độ phân giải 2K+, còn của Xiaomi 13 ấy, thì nó chỉ là Full HD+. Và điểm cuối cùng nữa là về pin cũng như là cái tốc độ sạc. Hai con điện thoại này thì có lượng pin trung bình on screen được khoảng 6 giờ đồng hồ, tốt. Năm nay phải cảm ơn Qualcomm nhá, làm con 8 Gen 2 pin tốt thực sự. Về tốc độ sạc thì Xiaomi 13 sẽ tặng kèm sẵn ta là sạc 67W và sạc đầy trong tầm khoảng 38 phút. OnePlus 11 thì chỉ cần 25 phút đã sạc đầy với cục sạc tặng kèm là 100W. À, nhưng mà con này sẽ không tặng kèm cho các bạn là ốp lưng nha. Chỉ có Xiaomi 13 là có sạc ốp lưng đồng hồ. Tóm qua lại thì qua video này thì tôi thấy rằng là hai chiếc điện thoại này đều là sự lựa chọn quá tốt trong tầm giá tiền. Để các bạn nếu mà phân vân nhất là gì? Hiệu năng đều ngon như nhau, độ hoàn thiện cao cấp đều ngon như nhau. Cái sự lựa chọn ở đây ấy, nó sẽ đến cái việc này. Con Mi 13 sẽ dành cho bạn nào mà kiểu đã có một cái máy rất to hoặc là muốn một cái máy nhỏ gọn giống như tôi thiên về Mi 13 vì lý do này. Tôi thích được loại nhỏ gọn các bạn ạ. Màn hình của nó thì phẳng và tôi rất thích màn hình phẳng mà viền của nó được làm bóng đều. Thì anh em nghĩ sao? Vậy trong tầm giá tiền này thì các bạn sẽ lựa chọn máy nào? Và hẹn gặp lại các fan của OnePlus và Xiaomi ở phần bên dưới bình luận và comment để tranh cãi con nào ngon hơn nhé. Con nào ngon hơn? Thần Tân. Xiaomi 13. Vì sao? Thấy cái mày lượn ra khỏi đây đi. Cút ra khỏi bếp của tao. Nào quay video cứ mở nhạc nhẽo ầm ĩ hết vào lên. Tôi đối xử với nhân viên rất hiền lành, không chửi bới bao giờ. Lại thằng này quay ra nhìn. Mày thái độ gì đấy? Lão tét thật. Không biết gì anh. Xin hãy subscribe.